Úi xa chà, loa to loa nhỏ, loa lớn loa bé. Bây giờ đến đẩy to đẩy nhỏ, đủ các loại đẩy, khui hàng cho các bác thích này. Lại về tiếp, khui hết luôn, lột hết lòng phèo các em nó ra. Hàng về, lột lòng phèo. Đây à, bắt đầu từ con đẩy 4 kênh đi. À, mời quý vị đến với lại con đẩy của Nhật 4 kênh. Ôi, nó không thể nhấc một tay đâu, nhấc một tay này nó vặn như kiểu nó nặng, nó trẹo bên. À, đây là con đẩy 4 kênh APA 4 kênh, 1, 2, 3, 4 kênh, đẩy 4 kênh, chưa? Con APA này báo giá luôn cho quý vị. Con APA này có giá là 5 triệu 9, 5 triệu 9, con đẩy 4 kênh này 5 triệu 9. À, quý vị nhìn cái biến thế của nó xem, nó nuốt này, nó nuốt gần hết con đẩy. Nhìn cái sợi dây nó đã thích rồi, sợi dây của nó đúng là nó to phải bằng độ nửa cái đầu đũa. Nó nhìn thấy thích chưa? À, con máy của em nó không được nịnh khách lắm nên em phải quay thật gần vào đây để cho nó nhìn cho nó đỡ. Đây, bác nhìn dây rồng này, sợ chưa? Con đẩy 4 kênh, ở chỗ này có 4 cọc pin to. Còn đâu là sò xếp hai bên. Để em nghiêng đếm sò cho các bác xem nào. Đếm được bao nhiêu con sò nhé. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hai bên là 10. 10 con sò này. Bên là 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 20. Hai bên là 20. Hai vế này là 20, tổng 20. 20 con sò. Đấy, đẩy 4 kênh luôn. Có giá là 5 triệu 9. 5 triệu 9 bao nhiêu? Đẩy 4 kênh, 5 triệu 9. Hàng như thế này không còn gì để nói nữa rồi. Đấy, con đẩy 4 kênh APA. Này, cửa A, cửa B, cửa C, cửa D. Đẩy 4 kênh, chưa? Có giá là 5 triệu 9. Tiếp theo sang đến con răng gua hôm trước em Ariang chứ, con Ariang PA203 đây. Các bác xem kỹ hộ em. Để em cho biết được hôm em vừa đăng thấy mấy thánh bình luận bỏ hàng này ở Việt Nam bán đầy có 2 triệu mấy. Này, thánh xem hộ em xem có phải hàng ở Việt Nam 2 triệu mấy không. Nếu mà 2 triệu mấy thì thôi, chả bán nữa. Đây, con Ariang đây. Các thánh nhìn nha, củ biến thế của nó xem nào. Úi giời, củ biến thế nó to vật vã luôn. Đây, củ biến thế này liệu ở Việt Nam có làm không? Đấy. Các bác nhìn mên luôn chưa em? Các bác nhìn mên nha em đây. Được chưa? Này xem Ariang nó có phải Ariang hàng xịn không. Con Ariang này có giá là 3 triệu 8. 3 triệu 8. Tôi uống nước đi, đợi đi. Ariang có giá 3 triệu 8. Đây. Vỏ vỉ của nó có 4 vỉ. Nào đây. Một lít hai thì chưa. 203XG dưới cùng vỉ, dưới cùng có dập chữ kìa. Music Master 203XG. Quý vị nhìn đây nhé, đây này, đây này có chữ này. Này, đấy. Xem có phải cái hàng ở Việt Nam bán hơn 2 triệu không? Em vừa đăng lên mấy thánh chém ở Việt Nam bán đầy hơn 2 triệu. Đây nhá, Ariang PA 203XG giá 3 triệu 8. 3 triệu 8. Tiếp tục sang với con đẩy Watfather Pro. Watfather Pro MP1200. Con này công suất của nó tối đa của nó công suất của nó là 1800W. 1800W. Được. Đây.
bác nhìn hộ em. Con này có giá là 8,9 triệu. 8,9 triệu. Đây, 8,9 triệu. Này, bác thầy nhìn hộ em. Này, cục biến thế của nó này. Hết găng tay. Biến thế của nó hết găng tay luôn. Đấy. Watt Fire Pro nhá, MP1200. Con này công suất của nó là 1800W. Đấy. Nhìn con quạt của nó đây này. Nó đỉnh. Được. Quạt mát nó đấy. Sò đây, sò nó xếp theo hai vế, vế dưới nữa kìa, vế dưới và vế trên, được chưa? Nó vế đây một vế đây, vế dưới kia y như này, đôi 4, 6, 8, 10, 20, mấy bầy nữa, đấy, vế dưới kia nữa. Các bác nào cần nghiên cứu kỹ thì hãy nhập mã con này vào Google, bác sẽ có nhìn nghiên cứu kỹ hơn. Hàng như thế này còn gần như hàng mới rồi. Con này đẩy nhá, Watt Fire thương hiệu của anh nhé, MP1200 có giá là 8,9 triệu. Sang với lại con dòng của Mỹ tiếp tục nữa, 8,9 triệu lại về được ít nữa. Đây là con đẩy Crown. Dòng đẩy Crown này là dòng đẩy có vương miện, tất cả sò đều có vương miện hết. Đẩy Crown 800 CSL, 800 CSL đẩy Crown. Tất cả trên sò đều có dập vương miện. Sò của đẩy mà cái loại sò này thì các bác nhìn thấy rất là ít, hầu như không có mấy trong đẩy. Mà con đẩy này nó lại dùng sò này. Đấy, khoai. Ngoài ra lại còn kẹp theo sò đây nữa. Đây sò này, đây sò, đây sò, đây sò nữa này. Đây nhá, sò tiếp này. Đây nữa này. Cả đây nữa. Đây là một vế tụ Philip cũng vương miện luôn. Vế bên này ngược lại cũng y như vậy, như vậy này. Đặc biệt là như cái con quạt này, cái con quạt này nó thiết kế con quạt cảm nhiệt cho nó, làm mát cho nó. Nhìn quý vị nhìn, nó thiết kế cả một cái bộ biến thế để dùng riêng cho con quạt thì biết này. Đấy. Tất cả cái tụ Philip này vừa miệng, vừa miệng hết. Này. Nó tản mát hai chiều này. Đây như là bì nhôm. Con đẩy này có giá là 9,9 triệu. 9,9 triệu nha. 9,9 triệu con đẩy Crown. Con đẩy Crown 800 CSL, 9,9 triệu. Đấy. Nhìn nội thất rất thích nhỉ. Được. Còn một số mã loa vừa đem đã báo cho bác rồi đấy. Loa Watt Fire 2180 giá 3,9 triệu một đôi. Watt Fire 2180 3,9 triệu. Loa BIK hàng xịn của Nhật BS660 660NV 25 mã 4,8 triệu một đôi. Hàng đẹp như mới luôn. Bao zin bao xịn. BIK 66660 nhé. Còn đây. Đây là loa toàn giải, bát 30, 4 bát 30, thùng loa toàn giải 4 bát 30 này, có giá 15 triệu. Đây là thương hiệu của em nó, e căng của nó mà, e căng của nó đấy. Đây là thương hiệu của thùng loa toàn giải này,
hàng Tokyo Nhật Bản xịn luôn, 15 triệu thùng này. Còn đây là Dora BIK, con này là con BIK BZS668, mã cao hơn công suất 450W một loa, trở kháng 8 ohm, có giá là 5,8 triệu. Còn mã cao hơn con kia. Tiếp đến với lại ở đây